Bản 2019 nó sẽ có đây là regain selected, tức là em chọn cái lệnh nào đó em regain lại, ví dụ như mình sửa lệnh nó xuất lại á thì lúc này là lúc regain selected, tức là regain những cái lệnh mà mình sửa xuất lại á. Còn đây là regain, tức là lúc regain thôi đó. Còn đây là lúc chọn undo, select all, undo, redo. Đây là collapse, tức là mở hết cái lệnh, bung cái lệnh ra coi cái gì đâu. Đó. Thấy không? Auto highlight, còn đây là delete xóa lệnh. Còn bản 2018 lại nó không có gì hết. Muốn làm gì làm bên này. Ok, bây giờ nói về lệnh extrude trước. Đầu tiên mình qua mình lệnh vary, mình vẽ một cái khung dài này, extrude rồi vẽ có đường. Nào, ví dụ như mình có một cái vi dạng như thế. Qua xử lý cho mình là extrude. Trên thì mặc định nó là extrude theo cái phương vuông góc với mặt phẳng vẽ biên dạng. Đây là cái panel của là extrude, solid extrude. Ở đây nó có hai mục edit và advanced. Tên đây, ví dụ như đây là khối cơ bản thì mình sẽ thử gọi là đặt tên là khối cơ bản, đặt tên được. Mặc định cái loại extrude đây nó có ba loại, một là VA body là cái khối đầu tiên, khối có độc lập. Còn đây là cut body, tức là dùng để kích, add tức là bổ sung vô. Còn cái target đây là mình ví dụ như trường hợp mà có hai cái body cách khác nhau thì lúc này mình hỏi ví dụ mình lệnh để trút các cái khối nào thì lúc này nó mới hiện ra. Còn ở đây mặc định này chỉ có một khối nữa, không có tác dụng, nó mới hiện ra. Một dưới này mình chọn chain hay bổ sung chain dưới này đều được. Về khoảng cách ở dưới này khoảng cách distance nó 50, em có thể chọn một cái điểm nào đó để chỉ cái điểm đó, một cái điểm tùy. Ball direction là theo hai hướng, còn through all là dùng cho trường hợp kích kích xuyên suốt. Trim to fade là mình khi mà em trút tới một cái mặt nào đó, cái chuyện đó để em nói sau. Bây giờ đầu tiên là mình có thể về khoảng cách thì mình có thể nắm cái thước này hoặc là mình nhập giá trị ở đây kéo xuống lên xuống đi 10 rồi. Ok, quay lại cái tab solid, lúc này em thấy có một lệnh. Giờ em muốn sửa nó thì em vô đây một cái chút này, em cứ đắp vô nó sẽ về những cái điều kiện cơ bản trước. Hay là em kích chuột phải chọn edit parameter cũng được. Regain solid là xuất lại. Ok, ở bên edit parameter em có thể nếm chỉnh sửa lại nhập cái gì lại con này thì được ha. Hay ở một advance em muốn cho nó có gấp thoát, em nhập góc độ này. Reward đảo chiều ha. Thin wall là nó sẽ cho phép tạo thành mỏng. Đây là nó tạo thin wall vào trong, tức là từ cái contour ở ngoài nó offset vào trong. Bề rộng đây là 1 ly. Direction 2 là ngược ra, ball direction là hai phía, lúc này em nhập cái con cấp thứ hai được. Tại sao? Còn đây là cái hướng extrude của mình. Đây là hướng 001, tức là nó lấy theo cái vector của trục Z. 001. 0 nó là tọa độ 0, x 0, y 0, 1 tức là z 1. Tức là cái hướng nó hướng vector nó cái đơn vị là 1. Còn nếu mà em nhập có y nữa là nó sẽ khác. Ví dụ như em nhập là y 1, tức là nó sẽ theo hướng mặt phẳng x chứ không phải là nó không có nữa ha. Không bất kỳ được.
lúc này là auto review hiện kết quả cho mình xem. Nhanh em có thể chỉ định cái hướng em rút cũng được, chọn là phản xi lên để chỉ định cái hướng, cái này nó hơi hơi bị xe, em phải hình dung là được, hoặc là chỉ định một cái cạnh đó chứ cái hướng em rút cũng được. Ví dụ như bây giờ anh vẽ trên một cái hướng line đây. Lúc này em có thể chọn cái hướng em rút bằng ở đây em chọn là ở đó cái line cũng được ha. Hai điểm thì nó sẽ rút theo hướng này. Quên hả? À lúc regain này. Regain. Thành ra khi mà mình gọi một cái lệnh ấy trước bất kỳ á, ví dụ như lỡ anh xóa đi, anh gọi lại, để trước nó sẽ mặc định anh, nó lấy theo mặc định. Em thấy không? Cái hướng nó sẽ lấy theo cái C-plane hiện tại, tức là lúc này là lập tức là nó sẽ lấy theo cái gì. Định nó thay đổi liền ha. Bây giờ em giả dụ em đổi cái khung nhìn lại ha, em gọi lại này để rút thì lập tức cái chỗ FB này nó sẽ nhảy, mà định nó lái theo cái hướng vuông góc Z rồi. Đây là hiểu về cái tự chọn wrap à. Cho nó một wrap này nó còn có chức năng đó, ví dụ như là khi em chọn là bow size, ở đây em chọn bold size, bold direction, thì khi nó mình wrap cái này nó sẽ theo mặt phẳng, nhưng mà em chọn đây kết hợp với split thì nó sẽ chia wrap hai phía. Vậy thôi. Ok. Còn chỗ này anh sẽ nói thêm vào một chút thôi. Cái tùy chọn này là auto determine operation, tức là lúc mà mình mới gọi lệnh thì nó mới hiện ra thôi. Ví dụ như anh tách riêng em giờ dở thao đã. Ví dụ giờ mình bổ sung cái gì đó vô đây à, nếu em để thế này làm sao em thấy được không mình vẽ okay. Trong cái mục solid này bây giờ mình dùng như mình add thêm chain như thế này. Ở đây là cái nút này là đảo chiều lên xuống, đây là nút bổ sung chain, hay là nút là rechain on chain lại tất cả, giờ bổ sung chain ví dụ vậy. À, thì lúc này nó sẽ tự động nó hiểu là cách lỗ, hiểu không? Ok, ví dụ như mình vẽ một cái, mình vẽ thêm một cái điểm ở đây chẳng hạn, thì cái lệnh input này, cái chỗ này nó ví dụ như mình input tới cái điểm đó ở đây được. Ở đây mình thấy có cái tùy chọn là trim to face. Giả dụ như bây giờ anh vẽ ok, bây giờ mình anh vẽ một cái surface ha. Surface anh dùng cái năng đó là wrap, vẽ một cái surface, tức là kết hợp giữa surface với
Ok, giờ mình có một cái solid cái surface như thế này mình là cái chút mình lên trên à, mình là ở đảo chiều. Cái này nó phải dùng cái phay của Solid, cái phay của ấy không xài được. Ok, solid choose cái một cái body rồi, bây giờ mình gọi lên một cái chút khác. À, nếu mình extrude như thế này là nó dùng mình lại nó vô ha. Thì bây giờ mình muốn chim tới đây thôi, mình dùng cái này mình chim được phải chọn cái gì mà này nó sẽ tới đây thôi. Ok, bây giờ mình ví dụ như đu làm lại với trường hợp survey nhé. Không xài được với survey. À. Đấy. Cái chút nếu mình cut thì lúc này nó sẽ hỏi cut tới mặt nào, ví dụ như mình ở đây mình chọn cái này do hai cái mạch này nó sẽ sát nhiều quá. Transform nó vô chụp. Cắt bỏ đi, cắt hết, cắt tấm mạch này. Vậy là mình chọn là true on cũng được. Còn nếu bị add body thì vậy thôi. Đây mình chọn trên trên file.
mô hả? Em add vô. Đó là toàn một cái là cái chút. Rồi.